Vlog Minh Đạt xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mời tất cả các bạn cùng ngắm biển với mình nha các bạn ơi. Đây là một phần cảnh biển Kiên Giang của mình đó. Sẵn dịp có một người em của mình đi từ dịch ghé ra Phú Quốc đó các bạn, thì mình nhờ mình quay vài cảnh biển để cho mình đăng lên cho mọi người cùng xem. Chứ mình thì chưa có dịp đi ra Phú Quốc lần nào hết trơn các bạn ơi. Mình ở Kiên Giang chứ thật sự ra mình đó giờ chưa có tiền đi ra biển lần nào hết. Cái đó mình nói thiệt, mình xin các bạn đừng có cười. Cái video này là mình nhờ một người em mình đó, người em trai của mình sẵn chuyến đi rồi mình nhờ em trai mình quay vài cảnh rồi là mình đăng lên cho mọi người cùng xem. Cảnh biển lúc này thì trên trời đang chuyển mưa. Bạn thấy nhìn ở phía trên trời đó là đang chuyển mưa đó, đang mưa đó các bạn. Còn mấy cái hòn này thì thôi mình bí luôn, mình cũng không biết hòn gì luôn. Quá trời mưa luôn. Nhìn biển mênh mông, nhìn không thấy bờ, thấy bến gì hết. Thế như là anh em mình kể thì khi tới đảo Phú Quốc đó các bạn, thì ông trời chỉ mưa suốt luôn, mưa dầm luôn các bạn. Thành ra em mình không có đi ra ngoài quay những cái cảnh đẹp ở trên đảo Phú Quốc cho mọi người cùng xem được. Thì điều đó thật là đáng tiếc. Vậy khi làm xong công việc thì em mình về luôn các bạn ơi. Giờ không có thời gian nán lại để mà quay thêm cảnh ở Phú Quốc. Xin các bạn thông cảm nha. Thì em mình chỉ quay được cảnh biển thôi, thì chỉ có vậy mình đăng lên cho mọi người xem thôi. Mình chúc các bạn ngắm biển vui vẻ nha. Nếu các bạn xem thấy hay thì các bạn nhấn like và đăng ký chia sẻ giúp mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn nha. Các bạn nhớ xem hết video nha các bạn. Bởi vì phía sau video còn rất nhiều cảnh đẹp luôn các bạn. Nếu mà các bạn xem không hết video thì tiếc lắm đó nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn.